Xin chào các bác và anh em đã quay trở lại kênh YouTube của nhà thờ Loan Ngọc. Thì bây giờ là tận 9 giờ sáng ngày 21 tháng 10 năm 2022. Thì Nam Ngọc hoàn thiện cái mẫu trần nhôm 3D kết hợp với bức tranh tráng hương cho chùa Lưu tại xã Yên Bình, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Thì Nam Ngọc có ghi lại cái quá trình anh em thợ thi công và chia sẻ cái mẫu trần nhôm rất là hiện đại này, có kết hợp giữa cái trần nhôm 3D, đèn trần nhôm đồng bộ và pháo nhôm CNC có dây led ở bên trong. Thì như quý vị đã biết thì trần nhôm 3D có hai cách đi pháo chính, đó là sử dụng pháo nhựa PS nhựa vàng và pháo nhôm CNC. Thì clip về cái mẫu trần nhôm sử dụng cái pháo nhựa PS nhũ vàng thì Nam Ngọc có chia sẻ ở những cái clip và trước, và có để link ở dưới phần mô tả của cái clip này. Thì quý vị nào quan tâm thì có thể vào link để xem lại. Thì ở clip hôm nay, Nam Ngọc chia sẻ cái mẫu trần nhôm sử dụng cái đèn nhôm 4545 âm trần và pháo điện CNC đồng bộ. Thì như quý vị đã biết ấy, thì pháo nhựa PS nhũ vàng có cái ưu điểm là giá thành rất là rẻ. Các cái họa tiết được nhũ vàng trên cái pháo nhựa PS thì cũng rất là phù hợp với những cái mẫu trần nhôm 3D. Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là cái phương án tiết kiệm, không thể so sánh với cái pháo nhôm CNC được. Bởi vì cái pháo nhôm CNC có đèn led ở bên trong ấy, thì sẽ phát huy hết được cái vẻ đẹp và cái sự sang trọng hiện đại của cái trần nhôm. Thì mẫu trần nhôm 3D kết hợp pháo điện CNC thì rất là đẳng cấp, độc đáo, không bám bẩn và rất dễ được vệ sinh. Thì cái mẫu vân gỗ hoặc là mẫu trắng nổi lên những hoa văn họa tiết được cắt tỉa CNC rất là tinh tế và sang trọng. Thì kết hợp với cái hệ thống đèn âm trần đồng bộ thì càng làm tôn lên vẻ đẹp của ngôi nhà. Thì như quý vị đã biết thì tấm trần nhôm 3D rất đa dạng về mẫu mã để các bác và anh em lựa chọn tùy vào sở thích. Chúng ta có thể lựa chọn được những mẫu tấm 3D với những màu sắc và hoa văn phù hợp nhất với ngôi nhà cũng như là với mình. Trần nhôm 3D thì hiện nay được sử dụng rất là đa dạng trong không gian ngôi nhà, từ phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, hành lang, nhà vệ sinh. Về độ dày của tấm trần nhôm 3D thì dao động từ 0.5 đến 0.6 mini. Giá trần nhôm 3D thì dao động từ 520 đến 600 nghìn trên 1m2, tùy thuộc vào khối lượng thi công, mẫu thiết kế trần phẳng hay trần giật 2 cấp hoặc trần giật 3 cấp. Thì giá pháo điện CNC dao động từ 280 nghìn đến 320 nghìn trên 1m dài. Nếu quý vị sử dụng pháo nhựa, giá pháo nhựa nhũ vàng dao động từ 130 nghìn đến 180 nghìn trên 1m dài. So với tất cả những loại trần được sử dụng nhiều nhất khác như trần thạch cao, trần nhựa la lô, trần gỗ thì trần nhôm 3D có rất nhiều ưu điểm và đang là loại trần được những gia đình có thu nhập cao, có điều kiện về kinh tế lựa chọn. Nếu như trần thạch cao, ưu điểm là dễ tạo hình, có giá thành rẻ nên sản phẩm được sử dụng đại trà nhưng lại rất dễ bị nứt nẻ, không chịu được lồi màu hay phải sơn sửa lại. Đối với trần nhựa la lô thì ưu điểm là đẹp, bền, chịu đủ nước, giá thành hợp lý. Nhưng với các cái vết ghép tấm ở những cái tấm màu sáng lại rất là bị lộ và khó sửa chữa bảo trì cái hệ thống điện điều hòa âm trần. Thì đối với cái mẫu trần gỗ, ưu điểm là đẹp, sang trọng nhưng giá thành lại quá cao và rất dễ bị mối mọt, cong vênh, nứt nẻ. Màu sắc thì tối, không đa dạng. Đấy, còn đối với trần nhôm thì quý vị nhá, rất là bền, cả tuổi đời sản phẩm, không phải bảo trì, sửa chữa, dễ dàng xử lý hệ thống điện, nước âm trần, chịu nước hoàn toàn, không sợ bị mối mọt, cong vênh, nứt nẻ. Mẫu mã đa dạng, tấm trần rất là sáng và sang trọng. Tuy những vị trí ghép mà hơi bị lộ nhưng với cái thiết bị đặc thù là hệ trần nhôm đấu xương và những hoa văn 3D được dập kỷ lục nên cái phần ghép tấm như vậy lại được đa số khách hàng đón nhận. Trần nhôm 3D là loại trần có cái tính ổn định cao và thuộc phân khúc cao cấp nhưng có giá thành rất là hợp lý, đáp ứng được những cái yêu cầu khắt khe của những gia chủ có thu nhập cao và kiên tính.
thì quý vị hãy đăng ký kênh, bấm chuông để tiếp tục theo dõi những clip hữu ích khi Lam Ngọc chia sẻ lên YouTube quý vị nhé. Nếu anh em thợ cần mua vật tư trần nhôm thì vui lòng liên hệ số điện thoại là 0988 916 583. Nếu quý vị cần tư vấn báo giá và hướng dẫn thi công thì hãy liên hệ số điện thoại là 0989 215 078. Lam Ngọc nhận thi công trần nhôm tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc với giá hợp lý, cam kết thi công uy tín chuyên nghiệp. Các bác và anh em có thể truy cập website lamngoc.vn để xem thêm nhiều mẫu trần nhôm, trần nhựa la lô, mẫu trần thạch cao và xem giá chi tiết những loại trần quý vị nhé. Xin chúc quý vị một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc, mọi việc được hanh thông, thuận lợi.